Bạn có biết là đánh răng đúng không phải là như vậy, mà như vậy mới đúng hay không? Bạn có biết là đi toilet, đi nặng theo như ông bà, tức là đi xí xỏm á, nó mới đúng. Còn xí bệch như hiện tại là sai không? Rồi bạn có biết là ngay cả cái chuyện thở, chúng ta cũng đang thở sai không? Tức là hít vô phải phình bụng ra, thở ra thì hóp bụng lại, chứ không phải là hít vô phình ngực, thở ra xẹp ngực. Chỉ cần nằm xuống, các bạn sẽ thấy lúc hít vô chúng ta sẽ phình bụng lên, và thở ra chúng ta sẽ xẹp bụng lại. Lúc nằm chúng ta thở đúng đó. Tất cả những cái tôi vừa nói nó đều nằm ở trong cái cuốn này, cuốn sách The Textbook. Nó có cái tựa là The Stuff You Didn't Know About The Thing You Thought You Knew. Dịch ra tiếng Việt là những cái chuyện mà bạn nghĩ là bạn biết nhưng thật ra là bạn đách biết gì cả. Nghe một cái tựa đề của một cuốn sách nó quá lá cải đúng không mấy bạn? Nhưng mà biết sao không? Biết sao người ta đặt cái tựa cho một cuốn sách hay như vậy mà nó lại lá cải như vậy không? Tại vì bản chất con người chúng ta ai cũng thích lá cải hết. Giữa một cái bài báo, các nhà khoa học đã tìm ra được một công nghệ vi sinh giúp con người phát triển vượt bậc. Và một cái tựa bài báo trình mới lộ hàng, 99,69% người sẽ bấm vô cái link trình mới lộ hàng và share lên trên Facebook cũng là những cái link đó. Bởi vì ôi, chuyện khoa học để khoa học người ta biết, chứ mình biết gì đâu. Chuyện lộ hàng nó mới hấp dẫn hơn. Đó là lý do vì sao cái cuốn sách hay ho này nó lại có một cái tựa lá cải như vậy đó mấy bạn. Tuy rằng cái tựa này nó lá cải như vậy, nhưng cái lượng kiến thức của nó đem đến cho chúng ta không hề lá cải một chút xíu nào hết. Những cái chuyện ở trong này phải nói là thực sự á, có nhiều chuyện mình nghĩ là mình biết hết trơn rồi, nhưng mà sau khi đọc xong mình phát hiện ra là thực sự mình không biết gì cả, nhưng mình thường là biết một cách bậy bạ. Giống như là chúng ta được dạy là con người có năm giác quan đúng không mấy bạn? Và khi có chuyện gì xảy ra thì phụ nữ thường hay có giác quan thứ 6. Sai rồi. Con người thực ra có nhiều hơn năm giác quan rất là nhiều. Bây giờ thử đi. Một giác quan này của các bạn là như thế này, các bạn chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Các bạn vẫn biết cái ngón tay trái của mình, ngón trỏ trái của mình, ngón trỏ phải của mình nó đang nằm ở đâu đúng không? Cái đó gọi là giác quan gì? Đó là khả năng giúp cho chúng ta nhận biết được những phần cơ thể của chúng ta đang ở đâu ngay cả khi chúng ta đang nhắm mắt. Và một cái giác quan khác là bây giờ bạn không cần điện thoại, nhưng chúng ta vẫn có cảm nhận được là một thời gian đã qua, khoảng cỡ một tiếng qua rồi, 15-20 phút qua rồi. Đó gọi là cái gì? Giác quan gì trong năm giác quan đó? Không, coi rồi sẽ biết. Chúng ta có nhiều hơn năm giác quan rất là nhiều. Và còn những cái thông tin khác hấp dẫn, kiểu như là Albert Einstein, ông không chỉ nổi tiếng với lại thuyết tương đối của ông, mà ông còn nổi tiếng về khả năng tình dục của ông nữa. Chúa Giêsu, Chúa Jesus á, của đạo Thiên Chúa, tôi là người đạo Thiên Chúa nè, nhưng mà tôi biết coi xong này mới thấy phát hiện ra đúng. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu mà chúng ta đang thấy ở trong những bức tượng hay là những bức tranh vẽ. Nó không phải là hình ảnh thiệt của Chúa. Hình ảnh thiệt của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì sao các bạn biết không? Chúa Giêsu là người Israel. Israel là người Trung Đông. Người Trung Đông không thể nào có cái mặt mà nhìn Tây Phương Ý như là ở trong những bức họa hay là những cái tượng đó hết trơn hết á. Lý do tại sao thì các bạn coi cái này các bạn sẽ biết. Và còn rất 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 nhiều những cái thông tin bổ ích như vậy nữa. Cuốn sách này nó không có dày, chỉ khoảng cỡ 200 trang thôi. Nhưng tôi dám cá là sau khi các bạn đọc xong, thế giới quan của các bạn sẽ thay đổi rất là nhiều. Và khi bạn đi nói chuyện với người khác thì cái câu chuyện của bạn á, nó sẽ có rất nhiều gia vị và nội dung hơn hẳn so với những cái kiểu theo như là mày biết con này nó mặc quần gì không, mày mới thấy con kia ca sĩ nó mới lột đồ hay là nó mới quýnh lộn gì không. Những cái đó không có tác dụng gì để giúp cho đỏ của các bạn lớn mạnh hết. Và quan trọng hơn nữa là thằng con trai nào mà đọc xong những cái cuốn này á, thì câu chuyện của các bạn khi nói chuyện với các cô gái nó sẽ màu sắc hơn rất là nhiều. Và 100% là nói xong á, cô nào cũng sẽ há hốc mồm lắng nghe mà nói trời công nhận sao anh nói nhiều dữ vậy anh. Má công nhận anh sờ lờ lắm. Nhưng mà về cơ bản là cái trình sờ lờ của chúng ta nó cũng sẽ gia tăng lên rất là nhiều. Cuốn sách á, nó được in rất là đẹp, bìa rồi về giấy rồi nhìn vô là biết ngay là chất lượng cao rồi. Giá của nó thì là chỉ có 23 đô thôi. Cuốn sách này á, ở Việt Nam không có bán. Cuốn sách này tôi đặt ở bên Mỹ mua đem về, tại vì tôi thấy nó giá trị.
Và công nhận thực sự là nó rất là giá trị. Giá trị không phải chỉ ở cái nội dung, cái cách, cái câu chuyện của nó kể, mà nó còn giá trị ở cái cách kể chuyện nữa. Bạn đọc trong này bạn sẽ thấy cái cách kể trong này nó rất là hấp dẫn, rất là hào hứng, chứ nó không có kiểu mà đều đều buồn ngủ tụng kinh như là mình đang đi học ở trong trường đâu. Không có cái kiểu mà H2SO4 là một loại axit đau nước, không có. Mà giống như là mình được nghe kể một câu chuyện mà có màu sắc, có quái vật, có người ngoài hành tinh. Em biết không, anh đang đi ngoài đường, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một chiếc máy bay. Từ trong chiếc máy bay phun ra một cái dòng axit rộng H2SO4 đậm đặc gì đó, nhưng mà anh chỉ cần tạt hai cái nước coi là tất cả axit đều bốc thành hơi hết. Chuyện như vậy nó mới hấp dẫn và đáng để nghe, đúng không các bạn? Bởi vậy, mặc dù tôi nghĩ Việt Nam sẽ khó mua được cuốn này, nhưng nếu mà bạn nào có người thân ở nước ngoài hoặc là bạn đang ở nước ngoài thì bạn nên mua cái cuốn này để các bạn xem. The Textbook, The Stuff You Didn't Know About The Stuff You Thought You Knew. Đây là một cuốn sách hay, đáng để đọc. Và quan trọng là nó hài hước nữa. Đọc nó các bạn sẽ thấy giống như là đang nói chuyện với tôi vậy đó. Tôi là ảnh hưởng là nhiều bởi vì những cái tác phẩm này lắm. Hay nói khác là những tác phẩm này đã bị tôi ảnh hưởng. Không biết được nha. Chuyện đó thực ra đó nó không quan trọng, mà cái chuyện là coi tới đây mấy bạn nhớ bấm subscribe rồi bấm follow rồi bấm nút cái chuông nghe chưa. Khúc này tôi phải nói lẹ chứ không nhiều khi tới đây mấy bạn bấm tắt á, nhưng mà kỳ lắm. Nếu mà các bạn không follow, không subscribe thì làm sao các bạn biết được những cái cuốn hay ho như vậy, những cái kiến thức kinh khủng như vậy đến từ một con người cũng hay ho không kém, đúng không? Nhớ nha, subscribe follow trên YouTube thì khỏi nói rồi, see first like follow vậy đi. Tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp trong những review khác. Và nhớ coi lại những cái clip của tụi tôi, những cái clip cực hay của team này nè. Công nghệ, lịch sử rồi đủ thứ gà mà lằng, cái gì cũng hay hết. Là bởi vì bye bye.